Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 26 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 thông qua 18 nghị quyết và bầu đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19. Lấn chiếm ao làng dẫn đến mâu thuẫn trong khu dân cư ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh kịp thời xem xét quyết định một số vấn đề lớn quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, cụ thể như điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021, bổ sung kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, quyết định chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thông qua việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2022 trên địa bàn tỉnh, về số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 năm 2000 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc năm 2022 và tiến hành kiện toàn một số chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu, miễn nhiệm theo luật định. Các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình bày các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc dự kiến điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2021, việc quy định nội dung mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Việc ban hành quy định nội dung, mức chi cho công tác chuẩn bị tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Việc giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2022 tỉnh Hưng Yên. Việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Tân Phúc, Võng Phan, giao đường tỉnh 378. Việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha điều chỉnh bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Dưới sự điều hành của đồng chí Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp đã tiến hành xem xét cho ý kiến và thông qua 18 nghị quyết, gồm nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021, bổ sung kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025. Ban hành quy định về nội dung chi, mức chi các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông thực hiện tại các đơn vị nhà trường trên địa bàn tỉnh và các nghị quyết chuyên đề khác để triển khai một số nhiệm vụ cấp bách ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong tỉnh. Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhất trí thông qua các nghị quyết miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Thuyên, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, do nghỉ hưu. Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 đối với ông Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lý do được phân công điều động, giữ chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu cao. Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cấp các ngành, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao trong việc chủ động thẩm tra của các ban, sự chuẩn bị của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh và vai trò của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã góp phần thành công cho kỳ họp. Kỳ họp đã thông qua 18 nghị quyết trên các lĩnh vực làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp các ngành tổ chức thực hiện, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau. Thứ nhất là căn cứ tình hình thực tế, có giải pháp xây dựng dự toán thu chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm hiệu quả theo hướng tăng chi cho đầu tư phát triển để hoàn thiện kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, chủ động nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chi khi có những thay đổi mới về cơ chế chính sách do Trung ương ban hành, các chính sách đặc thù, chương trình đề án của tỉnh ban hành để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Thứ hai, trong kế hoạch phân bổ vốn hàng năm cần thực hiện bố trí cân đối vốn giữa tổng mức đầu tư và khối lượng hoàn thành của những công trình có tổng mức đầu tư lớn và khối lượng hoàn thành lớn để bố trí tỷ lệ hợp lý. Tăng cường kiểm tra lĩnh vực đầu tư công, không để phát sinh nợ động đầu tư công, đặc biệt là ở cấp huyện, cấp xã. Tăng cường giám sát việc quản lý sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vay để đảm bảo hiệu quả của đầu tư. Thứ ba, đối với quản lý biên chế người làm việc lao động hợp đồng theo nghị định số 68 ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu người làm việc của từng đơn vị để xây dựng kế hoạch tuyển dụng phù hợp, nhất là tuyển dụng đội ngũ giáo viên đảm bảo số lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu và nâng cao chất lượng, khắc phục tình trạng thừa, nơi thiếu. Triển khai thực hiện có hiệu quả đúng quy định một số nội dung mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025, trong đó rà soát phạm vi đối tượng áp dụng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ và quản lý sử dụng, thanh toán, quyết toán đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng chế độ, không trùng lặp, công khai minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm. Chiều nay, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì hội nghị. Đến hết quý 1 năm 2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt hơn 3.100 tỷ đồng. Doanh số cho vay trong 3 tháng qua đạt trên 300 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ duy trì và mở rộng việc làm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng Quản trị phát huy kết quả đạt được trong những tháng qua, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát để bảo đảm an toàn nguồn vốn, cho vay vốn đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, xử lý kịp thời những tồn tại vướng mắc tại cơ sở, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tại địa phương dưới nhiều hình thức, giúp người dân nắm bắt kịp thời các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín dụng, chính sách xã hội, giúp khách hàng thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ khi vay vốn. Sáng nay, Bộ Y tế và Bộ Công an phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của tổ công tác triển khai đề án số 06 của Chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có khoảng 800.000 thông tin tiêm chủng mũi 1, hơn 600.000 thông tin tiêm chủng mũi 2 và gần 500.000 thông tin tiêm chủng mũi 3 đã được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời rà soát, xử lý dứt điểm các phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng COVID-19 trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 và thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế và Công an tỉnh phối hợp đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu tiêm chủng, hoàn thành trước ngày 15 tháng 5, chú trọng tiêm đến đâu cập nhật dữ liệu đến đó với những đối tượng tiêm lần đầu, phải chuẩn hóa thông tin ngay từ những mũi tiêm đầu tiên. Với những đối tượng đã tiêm trước đó, phải ra soát, bổ sung thông tin về vấn đề thực hiện đề án 06 của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí yêu cầu Công an tỉnh phải chủ động nắm bắt tình hình thực hiện, kết quả đã đạt được một cách cụ thể, chi tiết, báo cáo tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để có những chỉ đạo kịp thời. Các sở ban ngành khác hoàn thành công việc theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao và phải có sự chia sẻ thông tin một cách toàn diện công khai. Ngày 25 tháng 4, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn công tác đã tới thăm tặng quà các tân binh người Hưng Yên đang huấn luyện tại Sư đoàn 325 Quân đoàn 2. Đại diện lãnh đạo các đơn vị huấn luyện tân binh đã báo cáo kết quả học tập rèn luyện của trên 1.000 chiến sĩ mới nhập ngũ quê Hưng Yên đang huấn luyện tại đơn vị, tổ chức giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác với đơn vị và tân binh. Đoàn công tác đã thăm nơi ăn ở huấn luyện của cán bộ chiến sĩ đơn vị, ân cần hỏi thăm, biểu dương tinh thần học tập rèn luyện của các chiến sĩ thời gian qua, đồng thời động viên các chiến sĩ mới phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương Hưng Yên, tích cực học tập rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tại ngũ. Nhân dịp này, đoàn trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho đơn vị và các tân binh của quê hương Hưng Yên đang huấn luyện tại đơn vị thuộc Sư đoàn 325. Viettel Hưng Yên và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022 tại tòa nhà Viettel Hưng Yên. Tình huống giả định cháy tại tầng hầm. Thời điểm xảy ra cháy có khoảng 100 người đang làm việc tại tòa nhà. Trong quá trình thoát nạn, có nhiều người bị hoảng loạn, ngạt khói, mắc kẹt, cần sự ứng cứu. Song song với việc báo động và tổ chức chữa cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở khẩn trương thông tin đến lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh để được hỗ trợ về lực lượng, phương tiện nhằm tìm kiếm cứu người bị nạn, tổ chức chữa cháy. Thông qua việc diễn tập nhằm đánh giá khả năng tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ của lực lượng chữa cháy cơ sở, sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao ý thức của mọi người trong việc chủ động phòng cháy chữa cháy kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Trong khi chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế bãi tập kết cát trái phép trên địa bàn phường Minh Khai, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên vừa chỉ đạo ngành chức năng triển khai biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển cát ra khỏi bến nhằm hạn chế tình trạng hút và tập kết cát trái phép tại khu vực này. Trước thông tin phản ánh của báo Xây dựng và báo Tài nguyên và Môi trường về bãi chứa vật liệu xây dựng của ông Phan Văn Hòa hoạt động trái phép trên địa bàn phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, xác minh thông tin bài báo nêu trên và xử lý nghiêm theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên đã xác minh vụ việc, toàn bộ phần diện tích đất đang tập kết vật liệu xây dựng của ông Hòa là đất công đã được Ủy ban Nhân dân phường Minh Khai chấm dứt hợp đồng thuê đất từ ngày 14 tháng 11 năm 2016, đồng thời yêu cầu trả lại phần đất trên trước ngày 1 tháng 1 năm 2017. Tuy nhiên, hơn 5 năm qua, ông Hòa vẫn chưa bàn giao lại cho Ủy ban Nhân dân phường. Ngày 15 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số tiền 100 triệu đồng. Hiện đã quá thời hạn 1 năm, ông Hòa vẫn không thực hiện quyết định xử phạt. Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên đang triển khai các bước để cưỡng chế vi phạm theo quy định, trước mắt ngăn chặn vận chuyển cát ra khỏi bến. Thưa quý vị và các bạn, để xảy ra tình trạng các hộ dân chiếm dụng đất công ích là do sự buông lỏng của cấp chính quyền địa phương và cũng chính việc không làm tốt công tác quản lý đất đai còn dẫn đến phát sinh mâu thuẫn trong nhân dân. Đây là mảnh đất ao có diện tích gần 2.500 m2 thuộc thửa đất số 116 tờ bản đồ số 18 ở thôn Tạ Thượng. Cuối năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã Chính Nghĩa tổ chức thông báo đấu thầu theo nhiệm kỳ quy định. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hành đã trúng thầu. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, ông Hành nhận thấy diện tích ao đã bị các hộ dân xung quanh lấn chiếm rất nhiều, không đúng như diện tích ghi trong hợp đồng đấu thầu khoán giữa ông và xã. Thầu ao chúng tôi chủ yếu của chúng tôi là để giữ mặt nước, chứ chúng tôi không có mục đích gì khác. Nhưng mà khi thầu ao thì có một số hộ đã lấn chiếm, nhưng lấn chiếm thì lại không có ý kiến gì. Qua xác minh của phóng viên, việc phản ánh của ông Hanh là có cơ sở khi diện tích ao của ông Hanh trúng thầu. Đã có một số hộ gia đình lấn chiếm với tổng diện tích trên 320 m2. Trong đó, hộ ông Trần Văn Sơn lấn gần 184 m2, bà Vũ Thị Hợp lấn gần 76 m2 và ông Nguyễn Kim Ngọc lấn 14 m2. Vụ việc bắt đầu trở nên căng thẳng giữa gia đình ông với các hộ dân nói trên khi ông Hanh dọn dẹp ao để tiến hành nuôi trồng thủy sản và có đơn đề nghị với Ủy ban dân xã tổ chức đo đạc lại để giao đủ diện tích ao như trong hợp đồng thầu khoán. Để che đậy sự việc trên, tại buổi làm việc ngày 18 tháng 3 năm 2022 để xem xét đơn của ông Hanh và một số hộ dân địa phương, Ủy ban nhân dân xã Chính Nghĩa lại đề xuất thanh lý hợp đồng ao trúng thầu với ông Hanh một cách vô lý, không có căn cứ. Khi chúng tôi đề nghị thì chạm đến cái phần quyền lợi của một số các hộ lấn chiếm, xã họp giải quyết trong 3 lần. Nhưng mà cuối cùng lại ra một cái quyết định là thu hồi lại ao của tôi và do tôi lấn chiếm, nhưng thực ra thì tôi không lấn chiếm. Đây là cái dự kiến kết luận để báo cáo chủ tịch xem xét. Chứ chúng tôi chưa phải là bảo là kết luận là thanh lý hợp đồng ao của ông Anh để giải quyết cái vấn đề này, để tránh gây cái mâu thuẫn trong nhân dân. Đồng chí Bí Thư đã giao đồng chí Chủ tịch Mặt trận cùng các đoàn thể sẽ phối hợp cùng với thôn, sẽ mời các hộ xuống. Sau khi nhận được cái kiến nghị của ông Anh đấy thì sẽ mời các hộ xuống để làm công tác hòa giải tại địa phương và đi đến thống nhất giải quyết để dứt điểm cái vụ việc. Hiện nay tình trạng hộ dân lấn chiếm đất công ích, đặc biệt là diện tích đất mặt nước, diễn ra không chỉ ở xã Chính Nghĩa mà ở nhiều địa phương trong tỉnh. Do đó, để quản lý tốt quỹ đất công ích, không để tình trạng lấn chiếm ao công xảy ra, dẫn đến mâu thuẫn trong nhân dân, cấp chính quyền cơ sở cần tăng cường công tác quản lý, đồng thời xử lý nghiêm và dứt điểm vi phạm ngay khi phát sinh thì mới đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý đất đai ở địa phương. Sau đây là công điện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh điện thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố thực hiện công điện số 360 ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông đến đảng viên, cán bộ, hội viên và nhân dân, nhất là các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, khuyến khích nhân dân tham gia giao thông sử dụng phương tiện vận tải khách công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân nhằm giảm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông. Vận động tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động chấp hành nghiêm túc pháp luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, chỉ đạo các tổ tự quản tích cực tham gia hướng dẫn, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trọng yếu, khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông thuộc địa bàn của đơn vị. Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 giờ vào những ngày cao điểm đợt nghỉ lễ, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xe quá tải, xe khách chở quá số người quy định, đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, chống đắm, không có giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn, tăng cường kiểm tra các quốc lộ, đường nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu Giẽ Ninh Bình, đường tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, không để xảy ra hiện tượng ùn tắc, cương quyết xử lý trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo thanh tra giao thông và các phòng liên quan có biện pháp siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, kiểm tra chặt chẽ phương tiện và người lái, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé quá quy định, ô tô chở vượt số người quy định, áp dụng biện pháp tước phù hiệu xe hoặc tước giấy phép, giấy kinh doanh nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng, chú trọng kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình, đình chỉ hoạt động các bến xe, bến tàu trái phép, phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, không có dụng cụ cứu sinh, chống đắm, chở quá số người quy định. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng công an huyện, xã, các lực lượng tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra xử lý vi phạm tại các nút giao cắt đường bộ trọng yếu, các điểm đen tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn, khu vui chơi tập trung, đồng thời tăng cường quản lý an toàn giao thông đường thủy tại các bến khách ngang sông, các điểm chở khách du lịch, kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến trái phép, phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, chở quá số người quy định, không có phao cứu sinh. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, báo Hưng Yên, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường tuyên truyền đến người dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, xe đạp điện, không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hùng Nam. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Truyền thông Thụy Điển đưa tin, hai nước Bắc Âu gồm Thụy Điển và Phần Lan rất có thể sẽ cùng nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào tháng 5 tới đây. Thủ tướng Thụy Điển và Phần Lan đầu tháng này thông báo cân nhắc khả năng gia nhập NATO và đồng thời nhận định chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã làm thay đổi toàn bộ bối cảnh cũng như phần lớn tư duy định hình an ninh của châu Âu với khu vực Bắc Âu. Trước khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu NATO ngừng mở rộng và rút quân ra khỏi khu vực biên giới với Nga. Điện Kremlin hôm 11 tháng 4 cảnh báo nếu Phần Lan và Thụy Điển từ bỏ chính sách không liên minh quân sự trong nhiều thập kỷ và gia nhập NATO, Nga sẽ buộc phải khôi phục cán cân quân sự bằng cách tăng cường phòng thủ tại khu vực Baltic, trong đó có triển khai vũ khí hạt nhân tới đây. Giới chức Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đã tổ chức một lễ duyệt binh vào đêm 25 tháng 4 để kỷ niệm ngày thành lập quân đội. Nguồn tin tình báo quân sự Hàn Quốc cho biết, lễ duyệt binh của Triều Tiên đã khai mạc lúc 22 giờ hôm 25 tháng 4 theo giờ địa phương tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng để kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội. Dưới thời của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng 12 lễ duyệt binh quy mô lớn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập quân đội. Trước khi sự kiện này diễn ra, các ảnh chụp vệ tinh cho thấy hàng nghìn quân nhân Triều Tiên cùng các trang thiết bị quân sự đã tiến hành các buổi tập dượt, một dấu hiệu cho thấy lễ duyệt binh có thể là dịp phô trương quy mô lớn về sức mạnh quân sự của Bình Nhưỡng. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm vừa qua đã công bố số liệu cho thấy các quốc gia trên thế giới tiếp tục gia tăng chi tiêu quân sự trong năm 2021, vượt mốc 2.000 tỷ đô la Mỹ bất chấp ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và đại dịch Covid-19. Theo số liệu này, tổng chi tiêu quân sự toàn cầu tăng 0,7% vào năm 2021, chạm ngưỡng 2.113 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong lịch sử. Chi tiêu quốc phòng của Mỹ giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2020, đạt mốc 801 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chi tiêu của Mỹ lại vượt xa Trung Quốc, quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ hai thế giới, với khoảng 293 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, chi tiêu quốc phòng của Nga tăng 2,9% lên 65,9 tỷ đô la Mỹ trong năm thứ ba liên tiếp, trước ảnh hưởng của tình hình căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine, cũng như đề phòng mối đe dọa về an ninh từ các quốc gia phương Tây. Xin chuyển sang các thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc. Giới chức Bắc Kinh hiện đang đẩy nhanh việc xét nghiệm cho 21 triệu dân để tránh phải áp đặt lệnh phong tỏa giống như Thượng Hải khi virus đã âm thầm lây lan hơn một tuần. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, thủ đô Bắc Kinh ghi nhận thêm 60 ca Covid-19, phần lớn ở quận Triều Dương. Giới chức Bắc Kinh hôm 25 tháng 4 thừa nhận virus đã âm thầm lây lan ở thành phố trong khoảng một tuần mà không bị phát hiện. Chính quyền Bắc Kinh yêu cầu gần 21 triệu người ở 12 quận trung tâm, chiếm phần lớn dân số, tiến hành 3 vòng xét nghiệm trong tuần này để phát hiện sớm các chuỗi lây truyền. Biện pháp xét nghiệm hàng loạt được kỳ vọng sẽ giúp thủ đô của Trung Quốc không phải áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt như Thượng Hải, nơi đang trải qua đợt bùng phát nghiêm trọng. Bộ Y tế Nhật Bản thông báo phát hiện một ca nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân, vốn đang tấn công nhiều trẻ em tại Mỹ, Anh và 10 quốc gia khác. Sự việc đang làm dấy lên lo ngại rằng căn bệnh bí ẩn này đang lan ra ngoài Mỹ và châu Âu. Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết một trẻ em đã tử vong và 17 trẻ khác chiếm khoảng 10% trong số các trường hợp đã phải ghép gan do hậu quả của một đợt bùng phát nguy hiểm. WHO cho biết các triệu chứng của bệnh bao gồm viêm gan, men gan cao và vàng da. Trước đó, người bệnh sẽ bị đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa. Các cơ quan y tế của Vương quốc Anh cũng đang điều tra mối liên hệ tiềm ẩn giữa đại dịch COVID-19 và sự bùng phát của bệnh viêm gan bí ẩn này. Cũng tại Nhật Bản, cụ bà Kane Tanaka, người phụ nữ cao tuổi nhất trên thế giới, đã qua đời ở tuổi 119 vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Trong thông báo ngày 25 tháng 4, Thống đốc tỉnh Fukuoka đã xác nhận sự ra đi của cụ bà Kane Tanaka trước đó vài ngày. Bà Tanaka sinh ngày 2 tháng 1 năm 1903. Dù đã trên 100 tuổi, cụ bà Tanaka vẫn khỏe mạnh. Bà sống tại một viện dưỡng lão, nơi bà thích trò chơi giải toán, uống soda và ăn sô-cô-la. Bà thường dậy lúc 6 giờ sáng và dành các buổi chiều trong tuần để học toán và luyện thư pháp. Kỷ lục thế giới Guinness công nhận bà là người cao tuổi nhất còn sống vào năm 2019. Cụ bà Tanaka không chỉ trải qua 2 cuộc thế chiến mà còn chứng kiến nhiều thời khắc quan trọng của Nhật Bản. Cụ bà cũng đã sống qua 4 đời Nhật Hoàng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.